Ra đời từ năm 1996, Melatech Group là tập đoàn hoạt động trong hai lĩnh vực y tế và văn hóa. Trong lĩnh vực y tế, hoạt động của Melatech tập trung vào trung tâm xét nghiệm, bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ thông tin trong y tế và xây dựng các công trình y tế. Trong lĩnh vực văn hóa là hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ và phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Hiện nay, với đội ngũ nhân sự gồm hàng chục các chuyên gia trong hội đồng cố vấn và hơn 1.000 cán bộ nhân viên nhiệt huyết kinh nghiệm, Melatech Group đã có chi nhánh ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước và nhận được sự tin yêu của cộng đồng. Với nhiều các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, ung bướu, huyết học, gan mật, Bệnh viện Đa khoa Melatech đã góp phần tốt trong việc phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Nòng cốt trong các cơ sở y tế của Melatech Group là Trung tâm Xét nghiệm Melatech. Với 23 năm phát triển, Trung tâm Xét nghiệm Melatech đã khẳng định được thương hiệu uy tín về chất lượng, năng lực xét nghiệm, đặc biệt là cách tổ chức dịch vụ thân thiện và hữu hiệu. Melatech đã được nhân dân và cán bộ y tế trong cả nước thừa nhận là cơ sở xét nghiệm tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Tại Melatech, chất lượng xét nghiệm được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và được các chuyên gia về xét nghiệm hàng đầu tại Việt Nam trực tiếp kiểm tra chất lượng. Đồng thời, các chuyên gia cũng trực tiếp huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên, các bác sĩ để không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, Melatech có thể thực hiện được hơn 400 loại xét nghiệm thuộc tất cả các chuyên khoa như hóa sinh, huyết học, miễn dịch, vi sinh, giải phẫu bệnh lý, ung thư, độc chất học, ở tất cả các loại bệnh phẩm như máu, nước tiểu, nước dịch, phân, khối sinh thiết, tử thiết. Melatech đã tổ chức thành một hệ thống trong cả nước và có sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn với các labo hiện đại của các viện, trung tâm, bệnh viện đồng hành ở Việt Nam. Nhờ vậy, đảm bảo được chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và giá cả hợp lý nhất. Bề dày rất lâu năm của Melatech với cái thương hiệu Melatech, thì khi nhắc đến Melatech là người ta nói đến cái xét nghiệm và cái chất lượng xét nghiệm cao. Với hai cơ sở tại Hà Nội cũng như là 12 cái chi nhánh ở tại các địa phương, đặc biệt là các cái thành phố lớn, ví dụ như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Huế, thì điều đấy cũng đủ nói lên được là cái xét nghiệm cũng như là cái chất lượng xét nghiệm và các cái dịch vụ của Melatech đã có cái uy tín và thu hút được khách hàng là những người bệnh. Bệnh viện Phổi Hà Nội thì nhiều năm hợp tác với bệnh viện Melatech và lựa chọn bệnh viện Melatech là đối tác tin cậy, bởi vì bệnh viện Melatech đáp ứng được những mong đợi, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tại Melatech, lấy mẫu xét nghiệm tận nơi là dịch vụ riêng có, đặc trưng của Melatech và là hoạt động chủ lực của Trung tâm Xét nghiệm Melatech trong cả nước. Dịch vụ này mang đến nhiều tiện ích cho các bác sĩ và khách hàng, đặc biệt là tiết kiệm thời gian đi lại và chờ đợi, kết quả nhanh chóng, chính xác. Một tiện ích khác là phần mềm ICNM cho phép người dùng quản lý thông tin sức khỏe ngay trên điện thoại di động với những tính năng vượt trội như đặt lịch khám trực tuyến, tra cứu kết quả khám chữa bệnh, tìm kiếm phòng khám xung quanh bán kính 5 km, cập nhật thông tin y tế, hỏi đáp tư vấn sức khỏe bởi các chuyên gia y tế. Đến nay, Melatech ngày càng được khẳng định là đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm uy tín và tiện ích. Melatech rất có uy tín ở chỗ lấy được các cái mẫu xét nghiệm tại nhà, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Chúng ta cũng phát hiện được sớm và cũng tư vấn được cho nhân dân và cho những ai có nguy cơ có bệnh. Nằm trong chiến lược phát triển trung tâm xét nghiệm Melatech từ tháng 8 năm 2018, Melatech Huế được thành lập nhằm tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng và sự tiên phong của Melatech trên phạm vi cả nước trong việc hợp tác hỗ trợ các bác sĩ, các cơ sở y tế về xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh cho khách hàng. Ra đời trên vùng đất cố đô, nơi có trung tâm y tế lớn mạnh bậc nhất của khu vực miền Trung Tây Nguyên, đó là điều thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển của Melatech Huế.
Với tiềm lực và sự hỗ trợ nhiều mặt của Melatech Group, Melatech Huế đã từng bước đi vào ổn định. Hiện nay, Melatech Huế đã và đang được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng dịch vụ xét nghiệm tận nơi của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong định hướng và tầm nhìn của ban lãnh đạo Melatech Group, trung tâm xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Melatech nói chung và Melatech Huế nói riêng sẽ tiếp tục phát triển hướng tới một trung tâm xét nghiệm hiện đại, dịch vụ tốt, công nghệ cao vì lợi ích của cộng đồng và sức khỏe của nhân dân.